tức là ru ru night, anh cứ tưởng là ru nếu mà đọc ra thì là are you night. Are you night? Are you okay tonight? Là are you tonight? Room 29. Room 9 sleep tight. Anh cứ hy vọng là câu trả lời sẽ là are you night. Và một lý do nữa là anh không đầu tư là vì đối tượng của em là từ 28 đến 45, còn năm nay anh 46 rồi. What? Anh xin phép không đầu tư. Nhưng mà em nghĩ là chắc là vợ anh cũng sẽ thích. Một cách suy nghĩ khác là em muốn nắm 100% của Kernan hay là muốn nắm 1% của Zara? Anh có cổ phần ở Zara. Không, ý nói là một ngày nào đó. Nghĩa là ngày nào đó thì Kernan có thể là như vậy. Thật sự hỏi cái offer cũng tương đương. Cũng tương đương. I mean, nhà đầu tư em cũng ơi, tầm 25. Anh ơi, anh hướng dẫn này này. Thả con xúc sắc. Thả xúc sắc. Quay về đâu. Hoặc là bây giờ này em cứ hỏi ý kiến của anh Phú. Xem anh, nếu mà anh Phú thì anh Phú chọn ai. TP Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Có thất bại. Yeah. À, thì thất bại lớn nhất và sau này mình đúc kết là có hai lý do chính. Một là mình nhìn sai người. Hai là cái timing của thị trường, có nghĩa thời điểm của thị trường. À, thì cái lý do mà nhìn sai người chắc chắn có, và đấy là dẫn đến việc thất bại. Ví dụ như mình nhìn một người rất trẻ đam mê, họ rất trẻ giỏi.